Chào mừng các bạn đến với tạp chí Lá Cải Xanh và tôi, siêu phóng viên Chim Cò. Và sau đây là bản tin năm 2011 với những nội dung chính như sau. Đầu tiên là tin từ cộng tác viên từ địa chỉ email thầy không sang ốp 1 a@gmail.com với một nhà nông làm giàu. Một tin rất vui đối với sinh viên Volga chúng ta, đó là một số sinh viên đã tạo ra được một loại cực phẩm và khi nó xuất hiện đã vượt qua thịt bò Kobe để trở thành một món ăn đắt đỏ và xa xỉ nhất trên thế giới. Như các bạn đã biết thì thịt bò Kobe là một loại thực phẩm cao cấp rất đắt tiền. Bò Kobe được nuôi dưỡng rất khắt khe, thức ăn chính là lúa mạch, sữa tươi, bia tươi và bò được cho ngân nhạc giao hưởng và được massage thư giãn hàng ngày. Tuy nhiên, thịt cò Volga của chúng ta lại có quy trình chăm sóc khoa học và không kém phần cầu kỳ. Thức ăn chính cho cò là cá chép và cá chép này phải được chế biến theo phương thức đặc biệt, đó là hấp cách thủy bằng bia hảo hạng trong thời gian dài. Thỉnh thoảng còn phải được cải thiện bằng khẩu phần ăn bằng loại thức ăn cao cấp của các hãng nổi tiếng như McDonald's và có trường hợp phải dùng kem lạnh nữa. Do đây là một loại thực phẩm mới chưa được kiểm định bằng công trình nghiên cứu khoa học rõ ràng nên các nhà khoa học đã khuyến cáo rằng công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò mò theo trai, hay là công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò ba chấm chào anh. Năm vừa qua đánh dấu sự tiến bộ của bóng đá Volga khi giải mùa thu được chính thức thăng lên hạng chuyên nghiệp gọi là S1 Liga. Giải đấu quy tụ những đội bóng danh tiếng và chất lượng hàng đầu Volga. Sức nóng của giải đấu đã kéo theo không ít những chuyện bi hài ở bên ngoài sân cỏ. Ví dụ như đội trưởng VNS khóa tên Lò Văn Muông ném cúp vô địch xuống sân chỉ vì siêu mẫu Kim Hita không thực hiện lời hứa sẽ khỏa thân chạy 5 vòng quanh sân khi đội bóng khóa tên vô địch chỉ vì ban quản lý sân sợ ngập lụt đường pitch. Người nhận xứ nghệ Râu Văn Sơn bị các fan của FC Tổng hợp tẩy chay và đe dọa tát bạc râu khi anh dám công khai rời bỏ đội bóng quê nhà để về đầu quân cho VNS với lý do tôi muốn ra đi để tìm những thử thách mới. Tuy nhiên, trái với những lời hứa hẹn về tiền và gái đẹp của VNS khóa tên, ngay sau khi kết thúc mùa giải, anh bị trục xuất thẳng cẳng khỏi đội. Không còn đường trở về đội bóng cũ, anh đành mở trang trại nuôi cá chép để cung cấp nguyên liệu cho công ty chăn nuôi cò như tôi đã trình bày ở mục nhà nông làm giàu. Các bạn hoa nhài đã lan rộng đến trang Facebook của S1 với hậu quả là sự ra đời của một tổ chức mới. Tuy vẫn còn rất nhiều bất ổn vì tổ chức này không có một nội quy hay quy tắc ứng xử chính thức nào, nhưng quan trọng, nó đã cứu đói kịp thời cho hàng ngàn sinh viên lười nấu ăn và chăm lượng Facebook. Alo, đứa nào đấy? À, em à, có việc gì ấy? Mặc đồ này cái gì? Ok. Lại đứa nào nữa đấy? Ơ, em à, có chuyện gì về em? Mà mép cả. Để anh nghĩ đã. Nếu các bạn gặp khó khăn trong chuyện hòa hoặc gặp cơ chân dài, hãy đến với chúng tôi, Jinji Toris. Jinji Visik Dariadam. Năm 2011 đi qua với đầy biến động làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và thể xác của sinh viên Volga. Có những nhân vật nổi tiếng với những vụ chuyện vớ vẩn của họ đã tạo ra những vết son chói lọi trong bánh xe thời gian. Nếu như giáo sư Ngô Bảo Châu đã làm vẻ vang đất nước Việt Nam với giải phiêu toán học thì ở Volga, giáo sư Đinh Xuân Vẹo với những giải thưởng quốc tế danh giá ở lĩnh vực tranh luận chày cối đã vượt qua hàng chục nhân vật tiếng tăm khác như siêu mẫu quần len GNG, giám đốc studio Kitty Lọ, hot girl Thanh Nắm và Nguyễn Cỏ để giành giải nhân vật của năm cho hệ thống chém gió S-Ball bình chọn. Sau đây chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn đầu xuân với giáo sư Vẹo. Xin chào giáo sư Vẹo, xin chúc mừng năm mới giáo sư. Giáo sư đón năm mới thế nào? Giáo sư đón năm mới thế nào? Nhộn nhịp giao thừa có nôn mửa gì không? Vâng, xin cảm ơn anh. Và xin cảm ơn tạp chí Chim Cò. Năm mới vừa qua thì tôi bắt đầu từ lúc 9 giờ tối với cuộc đập phá và liên hoan với tập thể khóa năm nhất của... Thế có nôn mửa gì không? Sau đó... Nhưng thực sự tôi không nôn mửa gì cả. Xin giáo sư cho biết là vì nguyên nhân nào mà các độc giả lại bình chọn cho giáo sư là nhân vật của năm? Đây quả là một câu hỏi khó trả lời dành cho những người nổi tiếng. Tôi cũng không biết trả lời thế nào.
Nhưng có lẽ tôi cảm thấy, tôi chỉ biết mình cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này và mong rằng tình cảm của mọi người dành cho tôi tiếp tục sẽ bền bỉ và theo suốt những năm tháng tôi sống và làm việc tại đây. Yo, chúc mừng chim cò, chúc mừng năm mới. Chúc mọi người và gia đình một năm mới thật là hạnh phúc và có nhiều niềm vui, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Và hy vọng cuộc thi tìm kiếm nhân vật của Nam Edmond sẽ là chiếc cầu nối, kết nối những trái tim của cộng đồng sinh viên môn các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn chim cò. Cuối cùng, để kết thúc bản tin cuối năm, sau đây là một ca khúc cho một fan hâm mộ giấu tên gửi đến MC DVM, tức MC Đoàn Văn Minh, với lời chúc hy vọng sang năm mới anh sẽ xóa được cái dớp là cứ học bổng tăng tháng nào anh làm rớt tiền tháng đó. Và nhân dịp năm mới, xin chúc các độc giả của chim cò một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.